Nhận định bóng đá Everton với Tottenham vào 2 giờ ngày 17 tháng 4 năm 2021. Cuối tuần này, Tottenham Hotspur sẽ hành quân tới sân của Everton với tâm thế buộc phải thắng nếu họ vẫn nuôi hy vọng tham dự cúp châu Âu mùa tới. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Everton hiện đang xếp ở vị trí 8 với 48 điểm sau trận hòa trước Brighton hậu vệ Albion ở vòng trước. Kém đúng đối thủ ở trận đấu đêm nay một điểm và có trong tay một trận chưa đấu. Cả hai bên hiểu quá rõ về sự quan trọng của trận đấu này khi nếu thất bại, một tấm vé tham dự Europa League có khi cũng là xa xỉ chứ đừng nói đến cơ hội tiếp tục bám đuổi top 4. Có thể nói ở tình thế này đội chủ nhà vẫn là sáng nước hơn so với đội khách, đều là những đội vung tay chịu chi nhất trên thị trường chuyển nhượng từ đầu mùa tuy nhiên kết quả lại phản ánh hoàn toàn ngược lại. Everton gần đây rơi vào trạng thái hòa và thua quá nhiều. Đã 5 trận the top 4 chưa biết mùi chiến thắng là gì dù có sự trở lại của vua kiến tạo gì. Rodriguez, ở bên kia chiến tuyến, Hát, Can hay Son vẫn nổ súng đều đặn nhưng không thể nào khỏa lấp được sự yếu kém của hàng thủ. Mới chỉ thắng được đúng một trận và có lẽ ông chủ Levy cũng đang rất nóng đầu khi mùa giải năm nay còn bết bát hơn các năm trước. Dấu hỏi tiền đạo Hát, Can hay Mourinho có còn gắn bó với Tottenham nữa hay không cũng đang phụ thuộc rất nhiều vào thành tích buộc phải lọt top dự cúp châu Âu năm sau. Tỷ lệ chấp vì thế cũng được đưa ra ở mức khá cân bằng. Tottenham 0.25 và sẵn sàng trước giờ bóng lăn có thể đẩy về đồng banh bất cứ lúc nào. Xét về lịch sử đối đầu thì đội khách đang chiếm lợi thế khi họ mới chỉ thua 1 và thắng đến 5 trong 10 trận gần nhất. Ở mức kèo chấp này Everton cũng gây thất vọng giới đầu từ 3 trên 5 trận gần nhất khi chỉ liên tục hòa hoặc thua. Rõ ràng Tottenham đang có cơ hội vực lại tinh thần khi gặp đúng đội bóng có kết quả tốt ưa thích. Với tỷ lệ tài xỉu được niêm yết ở mức 2.5, đội khách có khả năng ghi bàn ở hiệp 1 tốt gần như cao nhất giải ngoại hạng Anh với 84%. Và cũng có đến 47%. Các trận có sự góp mặt của đội khách hai bên đều ghi bàn trong 45. Đầu tiên, trận gần nhất chạm trán hai đội cũng đã cống hiến một trận đấu tràn ngập với 8 bàn thắng chia đều. Lựa chọn đội khách và tài bàn thắng ở trận này là an toàn.